Giáo hội giúp hơn 3,5 triệu người trong 6 tháng chiến tranh ở Ukraine. Ngày 24 tháng 8 2022 đánh dấu 6 tháng kể từ khi bắt đầu cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Trong thời gian đó, qua cơ quan nhân đạo Caritas quốc tế, Giáo hội Công giáo đã cung cấp hỗ trợ cho hơn 3,5 triệu người. Bà Rosemary DiCarlo, trợ lý tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của Liên Hiệp Quốc đã chỉ ra rằng ít nhất 17,7 triệu người, khoảng 40% dân số Ukraine cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó có 3,3 triệu trẻ em. Ngoài ra, trong 6 tháng qua, 5.614 người chết và 7.946 người bị thương. Ngày 24 tháng 8, ông Aloysius John, tổng thư ký Caritas quốc tế cho biết cuộc chiến này đang góp phần gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo toàn cầu chưa từng có, với tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng nghiêm trọng và chi phí hàng hóa thiết yếu tăng vọt. Ông than phiền, như thường thấy, những người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất phải trả giá cao nhất. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 24 tháng 8, Caritas Ukraine và Caritas Space Ukraine cho biết, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, hai tổ chức bác ái đã phân phát hơn 2,8 triệu bữa ăn và gói thực phẩm và hơn 900.000 bộ dụng cụ vệ sinh. Khoảng 300.000 người cũng đã được giúp tìm chỗ ở và 100.000 người khác đã nhận được thuốc men và hỗ trợ y tế. Đồng thời, các dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội và trợ giúp pháp lý đã được bảo đảm. Tại nhiều trung tâm Caritas, các khu vực dành cho trẻ em đã được thiết lập và các chương trình giáo dục đã được cung cấp. Theo Tetiana Stonichi, chủ tịch Caritas Ukraine, không có hoạt động nào của tổ chức này bị chậm lại, nhưng ngày càng quy mô và có tổ chức hơn. Chủ tịch giải thích, trong những ngày đầu, lòng quảng đại của người dân địa phương đã giúp đỡ chúng tôi, sau đó chúng tôi mở rộng số trung tâm của chúng tôi từ 19 lên 37. Các giáo xứ cũng hỗ trợ chúng tôi, mỗi trung tâm này đều có nhân viên hoặc tình nguyện viên làm việc không mệt mỏi. Về phần mình, Caritas Space Ukraine cũng tăng cường phạm vi hoạt động. Hiện có 24 văn phòng địa phương và hoạt động tại 23 khu vực của đất nước, bao gồm cả các khu vực xung đột. Cha Vyacheslav Grinevic, tổng thư ký của Caritas Space, nói rằng trong 6 tháng chiến tranh này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều gương mặt tan nát và nghe nhiều câu chuyện bi thảm. Nhưng nhờ tình liên đới, chúng tôi đã có thể tiếp tục công việc của mình.